Ồ, các bạn ơi, bữa nay không có con tàu ăn thịt xương các bạn, xương là bạch kẹp với gam mặn. Quá ngon mọi người, quá ngon các bạn. Trời ơi, không có con tàu nữa, ăn thoải mái gì đâu. Chịu. Ai em, tiếng của ai? Ông Thánh kìa, ông kìa. Ông Tàu, ông kìa, ông. Ông vô tới nữa rồi. Ông vô tới nữa rồi các bạn ơi. Đi đâu ông chạy? Xin cơm ăn. Bữa nay có ông Tàu hả? Bữa nay anh đâu ăn đâu? Bữa nay theo... Xin miếng cơm ăn thôi. Theo chương trình là anh đâu ăn? Có, không có, mình đi ngang, mình là giờ mình làm mới xong, bây giờ mình xin đi ngang xin cơm. Có nhiêu đi ông trời, đã có nấu có tô nhỏ giùm nè. Cá kho cũng có chút xíu à. Món này anh ăn đâu được, cái lòng tông nè. Nhiêu thật nè. Mình đem đồ xin miếng cơm ăn mấy bạn ơi. Không, mà em đâu còn đồ gì đâu, có nhiêu không lẽ dọn ăn chung với tôi. Thôi, để lấy đồ xin miếng cơm ăn. Có đâu, nhiều ăn nhiêu. Có em gì đâu. Đây nè. Cháu đâu. Xin miếng cơm ăn. Chưa có cái đồ xin miếng cơm ăn. Thôi đi về đi ông trời. Về đi, có làm gì quá ăn không trời ơi, về đi thôi. Vậy, vậy tôi đi đi lấy đồ tôi ăn à. Không biết. Thôi, tôi về mấy bạn ơi. Trời ơi, coi các bạn. Có tàu, ông cầm tất cả ông lớn, ông lợn lên. Xin lỗi mọi người, quá trời đó coi. A few moments later. Đây mấy bạn ơi, tâm trè không cho mình cái gì vậy? Nguyên nồi cơm thôi chứ gì. Nguyên nồi cơm ra ăn luôn mấy bạn ơi. Hả? Nguyên nồi cơm. Nguyên nhà con lớn thành. Đây nồi cơm nè bạn. Nguyên nhà tôi ăn bao nhiêu á? Mặn luôn hả? Nguyên một chảo thịt luôn mấy bạn ơi. Thôi. Đấy, thôi dạ. Tâm trạng không cho mình ăn, mình làm nguyên nồi đi mà. Dạ làm luôn hả? Làm luôn nguyên nồi chứ để. Thôi làm luôn vậy mình ăn riêng đi á. Ăn riêng chứ giờ ăn chung thì đâu ai hùng. Cái quên mình ăn chung đi á. Thôi khỏi không có hùng nữa. Nãy mình xin. Thường gặp mặn đó bạn. Thôi trời ạ. Cái chảo này thường gặp mặn vợ em có ăn làm ăn tới cuối tháng đó không trời. Thôi chảo lại bạn. Nó đỡ đường gam mặn không? Phải thử luôn hả? Những cái tầm chè nó không nhiều đầy cơm mà. Không đủ mình ăn các bạn. Ngon, ghê là bữa nay bà chè đi hỏi bạc 30 đi. Biết gì không? Nấu cơm. Mua gạo nấu cơm chứ không. Được rồi bạn ơi. Không ngờ em đi đâu mất tiêu lắm. Làm thuốc mà bạn ơi, mình làm nhiều quá. Trời ơi, sao sướng. Sườn đó bạn. Sườn nó sườn của bà chè đó. Sườn nào còn gì rùa hết các bạn không? Đổ quá. Sao rồi hỏi trong nhà còn nồi súp đó sao không ăn luôn? Nồi cơm với gạo rồi, thường cơm mặn đó rồi. Ngon quá. Ông gà tưởng ông cơ bảo nữa hay kéo ông đi luôn rồi. Để rồi bạn. Lột cơm của tôi rồi cái muỗng với cơm mà ổng làm cái muỗng ổng ăn cơm luôn các bạn quá trời. Làm ăn vậy á tại muỗng là cơm của bà chè với con đôi men ăn nguyên ngày với tôi. Giờ đó quá sao bạn? Gặp gì lỗ lấy các bạn? Bỏ tay luôn. Bây giờ mới ông dọn nhà ông chú bảo với tôi luôn đi. Cái nằm trong ngon. Cái nằm trong ngon quá mọi người. Có khô và chè có khô. Như nó mắm đầm các bạn. Mà ông Thánh thì biết ông không thích món đó rồi. Ngon quá.
Ăn giống thịt heo không? Gầm mặn đã mà. Quá đã luôn. Ăn thấy gì thịt heo vậy? Cơn bão số 2 tới đâu ông bay ra biển bản luôn à. Buồn tôi biết là không chết mà sao bão số 2 mình chết được mà. Đâu ghê không? Làm nước là vô rồi cho nó đẹp đó bà. Rồi rồi ra mặn cái đã. Trời ơi, coi ông bà nguyên cháu xin cái mặn ba chè luôn. Các bạn ơi, quá cỡ rồi. Là mến luôn ăn tàu. Là mến luôn mà. Mẹ ghét chơi vậy. Tôi làm mấy cục. Tính ăn miếng đi làm. Tên bà không chơi trong nhà có gì rửa nát đó mà. Tại nó không xuống, trời ơi có nhiêu em. Năm buồn tưởng tôi bà có phô dày nhầm gì không cậu. Mẹ đem cái chảo. Bữa thấy là bạn làm ăn nhiều. Rất ngon. Trời ơi bà, quá trời bự luôn á, cục ngọc ấy, bá trời bá. Còn cơm không chứ em hụt tô nữa. Không luôn hả? Trời đất trời. Bớt tay rồi. Rồi sao lũ ăn hồng lắm. Ừ, cái này thôi, hết ý mọi người. Không bia. Bám hết mọi người. Đó. Thôi này cá nào ăn luôn đi, đừng cho bớt lên máu. Làm thiệt mình luôn hả tao? À phải rồi mà. Trời đất trời ông nội ơi. Ờ mình nước thích bà. Ghê thiệt. Thôi ngồi đi cho dưới, ngồi xích vô đi cho nó thoải mái. Không ăn từ từ ông tao ơi, tôi nói rồi tôi không có chạy đâu. Giờ đằng nào ông cũng ăn hết rồi. Còn như rùa hết luôn các bạn ơi. Làm hết luôn hả? Nguyên chảo hết, hết luôn hả? Rồi, không chịu bà chạy luôn hả? Không gì lỡ rồi. Trời đất chơi. Mình ăn ăn cho hết luôn. Trọn tình trọn nghĩa. Trọn tình trọn nghĩa thôi. Trọn tình trọn nghĩa hết chân rồi bạn. Hết tình hết nghĩa chứ trọn gì đâu trời. Mình có... lâu rồi cái chả thường trăm mặn đó bà. Quá đã. Không khác gì thịt heo à. Rồi chiều con cá khô khô chứ ăn lỡ hơn. Gỡ ngang đi rồi vợ tôi nhặt.
kiểu nấu khác như sao vậy? Hả bà ơi, còn miếng canh là luôn mà. Alo bạn à. Rồi chào các bạn nha các bạn. Chúng chị Long và Thánh Anh cái nào chào các bạn nha.